những lợi ích mang đến cho sức khỏe của củ từ. 1. Kiểm soát nồng độ cholesterol xấu. Tiêu thụ đều đặn củ từ trong một tháng có thể giúp hạ khoảng 6% hàm lượng cholesterol xấu trong máu. 2. Tăng cường hệ tiêu hóa. Trong củ từ có các hoạt chất kích thích sản sinh thêm các enzyme tiêu hóa. Điều này thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn khi đi vào cơ thể, tăng số lượng và chất lượng vi khuẩn có lợi phát triển trong đường ruột giúp tiêu hóa tốt. 3. Dầu chất chống oxy hóa. Củ từ chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm thiểu tình trạng viêm. Ngoài ra ăn củ từ còn có tác dụng hạn chế các vấn đề về đường ruột như loét dạ dày, tá tràng, hội chứng ruột kích thích và thậm chí là ung thư ruột kết. 4. Tốt cho não bộ. Hợp chất theobromine trong củ từ có khả năng góp phần giúp tế bào thần kinh phát triển và tăng cường chức năng hoạt động của não. Ngoài ra, củ từ còn giúp cải thiện trí nhớ, giúp não tập trung tinh thần cho các hoạt động thường ngày. 5. Ổn định đường huyết. Việc duy trì chế độ ăn bổ sung củ từ còn có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, duy trì mức cân nặng hợp lý và từ đó kiểm soát tốt hơn lượng đường trong máu. Ngoài ra, chất xơ và các tinh bột kháng tròn của từ giúp hạn chế tốc độ hấp thụ đường của cơ thể, đồng thời nó còn làm tăng độ nhạy insulin và ổn định đường huyết. Hãy bấm like và theo dõi Nguyễn Huy để bổ sung thêm những kiến thức sống trẻ, khỏe đẹp. Bấm chia sẻ video để lưu lại và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.